Chào các bạn, mình là Tuấn Stone. Hôm nay mình đến với 30 Shy TV, mong muốn được tạo kiểu tóc theo phong cách của Tae Yang trong nhóm Big Bang. Các bạn chờ đợi sự thay đổi của mình nhé. Tóc mà bạn muốn cắt thì hôm nay mình sẽ cắt xung quanh gọn và gàng cho bạn, sau đó gái mình sẽ cắt cao lên rồi sẽ nhuộm mạch cái bánh xanh để cho giống những ca sĩ gây ra của nhóm Big Bang nhất. Sau một khoảng thời gian thì chúng ta cũng đã tạo xong kiểu tóc theo phong cách cổ Tae Yang trong nhóm Big Bang. Và bạn cảm thấy thế nào về kiểu tóc ngày hôm nay? Mình cảm thấy rất là hài lòng với kiểu tóc này và cảm ơn 30 Shy TV đã tạo cho mình kiểu tóc rất là ưng ý. Ok, và cảm ơn bạn đã đến với 30 Shy TV.